Đàm Vĩnh Hưng, tôi vẫn âm thầm làm việc với cơ quan điều tra 4 tháng qua. Nhiều nghệ sĩ được minh oan vụ từ thiện, những ai sẽ bị xem xét tội vu khống? Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng không ăn chặn từ thiện, giấc mơ không thật, có vu khống. Phó giáo sư tiến sĩ nổi tiếng gọi thẳng tên Hoài Linh, Minh Béo. Quý vị đang đến với bản tin Chuyện Showbiz trên kênh Tin Tức Việt. Ngay sau đây mời quý vị cập nhật những tin tức mới nhất về những drama ồn ào trong giới giải trí Việt. Đàm Vĩnh Hưng, tôi vẫn âm thầm làm việc với cơ quan điều tra 4 tháng qua. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định tất cả những comment sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm, vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra. Sau khi Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến sự việc từ thiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ khẳng định bản thân không hề sai phạm. Mới nhất, nam ca sĩ tiếp tục tung ra một dòng trạng thái khẳng định anh đang làm việc với cơ quan chức năng về những bình luận, livestream thóa mạ anh trong thời gian vừa qua. Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng viết, Hưng xin chia sẻ một vài thông tin tiếp theo về việc Hưng đang phối hợp với cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý những đối tượng đã vu khống, thóa mạ Hưng trong suốt thời gian qua. Hưng vẫn đang âm thầm làm việc với cơ quan điều tra suốt hơn 4 tháng qua. Tất cả những comment sai sự thật, những livestream chửi bới xúc phạm và vu khống Hưng đều có thu thập lại hết và gửi đến cơ quan điều tra theo đúng thứ tự. Hưng cũng đã có 3 buổi làm việc với Công an Bình Dương và buổi gần nhất là ngày 19 tháng 1 năm 2022 với sự có mặt của Viện Kiểm sát Nhân dân Bình Dương. Tất cả những nội dung vu khống, xuyên tạc và những thống kê thiệt hại về công việc, tinh thần Hưng đã gửi trực tiếp và làm việc đầy đủ với cơ quan Công an tỉnh Bình Dương. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp các chứng cứ để phục vụ điều tra. Trong thời gian tới, phía Công an cần thêm chứng cứ hay trao đổi gì, Hưng sẽ tích cực phối hợp và làm việc tới cùng để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Những người đang ngày ngày livestream thách thức pháp luật, vu khống người khác, ắt sẽ phải chịu trách nhiệm thích đáng. Hưng hy vọng sẽ sớm có kết quả từ phía Công an tỉnh Bình Dương để mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Hưng. Kèm theo thông trạng thái nói trên, Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ hình ảnh giấy mời do cơ quan cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Bình Dương gửi anh. Nội dung giấy mời có nêu rõ mời Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc liên quan đến đơn thư tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971. Nhiều nghệ sĩ được minh oan vụ từ thiện, những ai sẽ bị xem xét tội vu khống? Nếu như những buổi livestream có dấu hiệu xâm phạm lợi ích cá nhân, tổ chức hoặc xã hội được pháp luật bảo vệ, vậy hành vi đó có phải bị xử lý nghiêm? Luật sư Tiền nhận định. Nhiều người livestream khẳng định ăn chặn. Ngày 21 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được xác minh, C02 xác định ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Vì không có dấu hiệu phạm tội nên C02 quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Trước đó, nhiều cá nhân đã livestream chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề từ thiện của các nghệ sĩ, đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Sau khi kết quả điều tra được công bố, một số người đã bày tỏ thắc mắc rằng liệu những cá nhân từng livestream khẳng định các nghệ sĩ trên ăn chặn tiền từ thiện có bị xét tội vu khống hay không. Để tìm hiểu về vấn đề trên, chúng tôi đã liên hệ với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Theo quan điểm của luật sư, để xem xét việc cá nhân có bị xử lý về tội vu khống hay không, cần phải làm rõ khái niệm thế nào là vu khống. Cụ thể, căn cứ vào khoản 1, điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, vu khống là hành vi bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, khi tố cáo bất cứ cá nhân nào thì người tố cáo phải có bằng chứng, chứng cứ về hành vi phạm tội của người đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, trường hợp cá nhân không có căn cứ tố giác hành vi phạm tội mà chỉ là suy diễn cá nhân có thể bị coi là vu khống. Nhưng trường hợp cá nhân có bằng chứng rõ ràng, có căn cứ pháp lý, nhưng qua kiểm tra xác minh người bị tố giác không có dấu hiệu phạm tội thì cá nhân này không bị xem xét về tội danh này. Xử lý thế nào? Luật sư Tiền chia sẻ thêm, livestream của một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội luôn được một lượng công chúng khủng tương tác mạnh mẽ. Do đó, khi phát ngôn trên mạng, cần phải phân biệt được ranh giới giữa việc thuật lại một sự thật với việc nêu quan điểm, ý kiến chủ quan của mình. Việc tố cáo một cá nhân phải được thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chứ không phải là đưa ra công luận những nội dung chưa được kết luận. Nếu như những buổi livestream của những nhân vật trên có dấu hiệu xâm phạm lợi ích cá nhân, tổ chức hoặc xã hội được pháp luật bảo vệ, thì hành vi đó phải bị xử lý nghiêm. Theo đó, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi phát hiện danh dự, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì có quyền tố cáo hoặc khởi kiện tại tòa án để bảo vệ các quyền lợi ích của mình. Trong đó yêu cầu người vi phạm phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín,
buộc phải trả lại danh dự cho người bị tố cáo sai sự thật nếu có đủ các căn cứ như có thiệt hại xảy ra và thiệt hại định lượng bằng tiền, có hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra. Căn cứ vào Điều 34 và 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu thập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại về tinh thần và thiệt hại khác do luật quy định. Bên cạnh đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 158, Điều 469 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, người đã tố giác và báo tin về tội phạm nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra hoàn toàn có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời cần thu thập những căn cứ, chứng cứ chứng minh quyết định không khởi tố vụ án hình sự là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng không ăn chặn từ thiện, giấc mơ không thật, có vu khống. Kết quả xác minh, các nghệ sĩ không chiếm đoạt tiền từ thiện ủng hộ miền Trung. Vậy người công bố giấc mơ nghệ sĩ ăn chặn từ thiện có bị xử lý? Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C02 Bộ Công an vừa có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến việc một số nghệ sĩ bị tố ăn chặn tiền từ thiện. Theo đó, quá trình xác minh, C02 xác định ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện của người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai lũ lụt năm 2020. Nội dung các tin báo tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội. Do đó, C02 quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng xác định việc giải quyết của Bộ Công an là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Trước đó, vào cuối năm 2021, Công an TP.HCM cũng xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện, sau đó chậm giải ngân và không khởi tố vụ án liên quan đến việc nghệ sĩ bị 4 người tố cáo chiếm đoạt quyên góp từ thiện. Trận bão lũ năm 2020 tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề, nhiều người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, ca sĩ Thủy Tiên đã đứng lên kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh miền Trung số tiền gần 180 tỷ đồng và nhiều ngày đội mưa gió vượt nước lũ trao tiền quà tận tay người dân. Các nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng cũng đứng ra quyên góp ủng hộ người dân. Tuy nhiên, thời gian qua các nghệ sĩ lần lượt vướng vào scandal liên quan chuyện công khai thu chi, sao kê khi làm từ thiện miền Trung. Nghệ sĩ Hoài Linh bị tố chậm giải ngân số tiền gần 14 tỷ đồng. Trong khi đó, có người livestream đề cập đến giấc mơ Thủy Tiên kêu gọi được 320 tỷ đồng nhưng đã ăn chặn số tiền không nhỏ trong số đó. Đàm Vĩnh Hưng cũng bị mơ kêu gọi được số tiền quyên góp gấp nhiều lần con số 1,8 tỷ đã công bố. Dư luận đặt câu hỏi, trong khi các nghệ sĩ được minh oan, những người tố xa sự thật, những người livestream có hành vi nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm các nghệ sĩ được xử lý thế nào? Đặc biệt, người mơ giấc mơ không có thật về việc một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện có bị xử lý. Bởi giấc mơ không đúng được công khai đến nhiều người làm ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự, các mối quan hệ, hình ảnh của nghệ sĩ. Cụ thể, thời gian qua, nữ doanh nhân Phương Hằng đã nhiều lần livestream trên mạng xã hội để nói về việc kêu gọi quyên góp tiền làm từ thiện của các nghệ sĩ, ca sĩ như Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Nghệ sĩ Hoài Linh sau đó đã đăng tải video giải thích việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng là do dịch bệnh nên chưa đi trao được. Năm nghệ sĩ sau đó đã trao hết 15,4 tỷ đồng quyên góp, trong đó nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ thêm 500 triệu tiền cá nhân. Ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trấn Thành lần lượt lên tiếng khi bị cho là thiếu minh bạch thu chi trong hoạt động kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, đồng thời công khai sao kê thu chi số tiền quyên góp từ thiện hỗ trợ người dân miền Trung. Các nghệ sĩ, ca sĩ trên cũng đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống. Mới đây ngày 23 tháng 1, sau khi được minh oan, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải video cảm ơn Bộ Công an vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua, đồng thời cho biết bản thân đã bị tổn thương nặng nề, căng thẳng, áp lực, thậm chí là có sự mất mát về bạn bè. Nam ca sĩ khẳng định những đối tượng đã livestream nhục mạ, vu khống anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không dừng lại cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt và đền bù tất cả những tổn thất về công việc, tinh thần mà nam ca sĩ phải chịu đựng trong thời gian qua. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Bộ Công an, người tố giác nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan điều tra. Trường hợp thủ trưởng cơ quan điều tra xác minh và vẫn giữ nguyên kết quả giải quyết, người tố giác được quyền khiếu nại sang viện trưởng viện kiểm sát cung cấp. Nếu viện trưởng viện kiểm sát cung cấp vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì đây sẽ là quyết định cuối cùng, vụ việc chính thức kết thúc, thì trường hợp người tố giác có các chứng cứ mới để chứng minh sai phạm của người bị tố giác. Với người bị tố giác, cụ thể là các nghệ sĩ, những người này có quyền đề nghị cơ quan điều tra xem xét hành vi vu khống của người đã tố giác họ.
Nếu các nghệ sĩ có đơn, cơ quan điều tra sẽ thụ lý xem xét để giải quyết xác minh tin báo theo quy định pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người tố cáo biết rõ việc tố giác là không đúng sự thật nhưng vẫn loan tin, bịa chuyện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của các nghệ sĩ thì có dấu hiệu của tội vu khống quy định tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phó giáo sư tiến sĩ nổi tiếng gọi thẳng tên Hoài Linh, Minh Béo, nhắn nhủ đừng chỉ đăng ký dự thi nhằm lấy giải, xóa sổ những scandal bê bối. Theo đó, các nghệ sĩ nói chung cần lấy lại niềm tin của khán giả bằng nhiều cách trên cơ sở tận tâm và thật trong trẻo, sự tự chịu trách nhiệm và hành vi xã hội và hành vi nghệ thuật trước hết phải thuộc về nghệ sĩ, phó giáo sư tiến sĩ nổi tiếng kết luận. Vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh nhận huy chương vàng, Minh Béo nhận huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam không khỏi khiến dư luận xôn xao. Hoài Linh dựa những tin đồn về dư luận về vấn đề tiền từ thiện, giờ lại ngang nhiên nhận được giải vàng của một giải thưởng cấp quốc gia. Mặc dù trong một diễn biến mới nhất thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, giữa những ồn ào đó, việc Hoài Linh được nhận giải không làm cho dư luận thấy thỏa đáng. Còn trước đó không lâu, Minh Béo từng ngồi tù vì tội ấu dâm, từng bị trục xuất khỏi Mỹ, về nước bị cáo buộc gạ tình diễn viên trẻ. Dư luận cho rằng người ta vướng scandal có vết nhơ trong quá khứ nhưng họ không xứng đáng được nhận giải. Trước vấn đề này, mới đây, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, chuyên gia chuyên nghiên cứu văn hóa đã chia sẻ quan điểm của mình. Bà từng là giám khảo của nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có liên hoan sân khấu đợt kịch 1 ở Hải Phòng. Vì thế nên Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái hiểu trách nhiệm của giám khảo khi trao giải phải đúng người, đúng tài năng. Trong khi đó, ở vị trí khán giả thì chuyện quá khứ của nghệ sĩ rất khó để quên đi. Họ có quyền bày tỏ sự phẫn nộ, khó chịu khi những người từng vướng ồn ào trên sân khấu nhận giải. Cảm giác bất bình đó là dễ hiểu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ, khán giả có quyền lựa chọn không xem Hoài Linh, Minh Béo diễn kịch nữa sau khi đã từng yêu mến, hâm mộ và thán phục hai nghệ sĩ này. Minh Béo, Hoài Linh ngoài việc là nghệ sĩ biểu diễn còn là những công dân với trách nhiệm công dân, bình đẳng với các công dân khác ngoài xã hội. Và khi mắc những hành vi phạm pháp luật hoặc chưa mấy tốt đẹp đã bị dư luận xã hội lên án nên phải im lặng, không xuất hiện trong một thời gian dài. Nhưng cuộc liên hoan đã khiến họ tái xuất với mong muốn hoàn lương, muốn tiếp tục công việc nghệ sĩ kịch của mình, muốn khép lại quá khứ, thì điều này là hoàn toàn chính đáng và đồng nghiệp cũng ủng hộ việc trở lại này, dù không phải là tất cả. Nhưng trên thực tế là mong muốn của họ, còn khán giả, dư luận thì muốn hay không lại là chuyện khác. Người hâm mộ có thể chấp nhận việc bỏ tiền mua vé, bao dung cho những người đã từng mắc lỗi lớn về văn hóa ứng xử, nay lại lên sân khấu sao sàng đạo đức, tình người luân lý. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, Hoài Linh và Minh Béo nói riêng, giới nghệ sĩ nói chung cần phải lấy lại niềm tin bằng nhiều cách, trên cơ sở tận tâm và thật trong trẻo, chứ không phải chỉ là cách đăng ký dự thi nhằm lấy giải, nhằm xóa sổ những scandal bê bối. Không ai có thể cấm cản họ dự thi, cũng như cấm họ tiếp tục biểu diễn, nếu xét vì lý, sau khi đã phải trả giá bằng lỗi lầm, bằng việc thực hiện các bản án và trở về cuộc sống đời thường, hoặc đã hối hận về những hành vi, cư xử thiếu chuẩn mực của mình. Tôi cho rằng sự tự chịu trách nhiệm về hành vi xã hội và hành vi nghệ thuật trước hết phải thuộc về nghệ sĩ. Điều quan trọng nhất hiện nay là cơ quan quản lý nhà nước và các nghệ sĩ phải luôn đứng về phía khán giả và luôn lắng nghe sự phản hồi, nhất là phản biện xã hội, để lấy lại fan đã mất, để đối thoại tử tế, song phẳng với người xem. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ mất trang khán giả, yếu tố làm nên sự sống còn của nghệ thuật biểu diễn. Bởi nếu sân khấu Việt hiện đại không biểu diễn cho khán giả Việt hiện đại thì biểu diễn cho ai? Đừng bao giờ quên, còn khán giả là còn sân khấu, và còn sân khấu bởi còn khán giả. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Khái nhắn nhủ. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Tức Việt. Nếu thấy hay hoặc có những lời góp ý cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện quan điểm của mình thông qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và ngay sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.